Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào cả nhà thân yêu của Nguyễn Đức Long. Và Nguyễn Đức Long cầu chúc cho cả nhà thân yêu của mình một buổi tối đầy năng lượng và vui vẻ để mà đón nhận những cái thông tin mới nhất từ của CEO Nguyễn Phương Hằng trong buổi tối hôm nay mà Nguyễn Đức Long muốn chia sẻ đến quý vị. Và quý vị ơi, thật sự ra Nguyễn Đức Long vui vô cùng, sung sướng vô cùng và thật sự rất phấn khởi luôn. Quý vị ơi, hôm nay là bà Nguyễn Phương Hằng vừa livestream trong buổi chiều hôm nay và đã từng tuyên bố rằng quỹ Hằng Hữu, trái tim Hằng Hữu là không đóng nha, sẽ duy trì và tiếp tục. Đó là một cái tin vui cho những người coi như rằng là có hoàn cảnh khó khăn, như cho những cái đứa trẻ mà có không may mắc phải những cái bệnh đó. Quý vị à, trời ơi, Đức Long nghe cảm động quá, thật sự Đức Long muốn rơi nước mắt, không hiểu được. Đây là chắc có lẽ là cả nhà thân yêu của chúng ta đã lên tiếng, đồng loạt lên tiếng và cầu khẩn. Đây là những lời cầu khẩn được ơn trên, cái như là động lòng và đã cho chúng ta được cái vấn đề này. Nói thật quý vị, Đức Long mừng quá, Đức Long mừng vô cùng quý vị ơi. Nói thiệt, Đức Long ngàn lời không nói nổi luôn á, thật sự mà nói. Nói thật quý vị rằng là có nhiều người comment vào, cũng bình luận vào, cũng khen Long chắc có lẽ là bà Phương Hằng đã động lòng, đồng cảm với những cái giọt nước mắt của Long, cũng giống như bao nhiêu giọt nước mắt của khán giả. Vì cái quỹ mổ tim này mà rồi bây giờ bà đã trở lại và bà tuyên bố rằng là cái quỹ Hằng Hữu này không bao giờ quỹ bỏ ngay quý vị. Vô cùng vui, vô cùng sung sướng. Thật sự là Long phải nói câu rằng là Long sướng quá đi, Long vui quá đi mà Long phải chảy nước mắt. Nó thiệt quý vị là vậy. Trời ơi, đây là một cái việc làm vô cùng ý nghĩa, vô cùng nhân văn quý vị ạ. Thật sự ra nói thật, trong cuộc đời này Long thì bây giờ có cho Long 50 tỷ Long cũng không vui bằng là cái quỹ Hằng Hữu này mà trở lại á, bà Hằng trở lại giúp cho đời, giúp cho những đứa trẻ đó là Long vui lắm rồi, Long sung sướng lắm rồi. Nó thật sự quý vị, Long vui khủng khiếp luôn mà nó thật. Đến nỗi mà nước mắt mình chảy, nhưng mà chảy trong sự sung sướng, chảy trong cái điều mà mình quá sung sướng quý vị ơi. Nó thật sự không biết nói làm sao nữa, không có cái lời lẽ nào mà để diễn tả được. Thành ra nó thật quý vị, hôm nay vui, nói chung là vô cùng vui, vui không thể tưởng được. Là đó là Nguyễn Đức Long cũng xin báo cho quý vị một cái thông tin, cho cả nhà mình một cái tin mới rất là vui. Đây là một cái điều, việc làm của bà Phương Hằng. Thật sự đó, Long cứ lo, hôm nay Long cứ nghĩ rằng nếu như bà Phương Hằng mà đóng cái quỹ mổ tim này thì những đứa trẻ mà không may mắc phải cái bệnh này thì không biết rồi đây sẽ là nương tựa vào đâu, rồi không biết cái quỹ này không có thì ai là người giúp đỡ, rồi những đứa trẻ nó có được sống hay không, nó có được sống hay không nha quý vị. Chúng ta sinh ra mà, con người sinh ra ai cũng muốn sinh ra được mạnh khỏe và được lớn lên, được sống và được làm người tử tế như bao nhiêu người khác, chứ có ai muốn mình có bệnh có tật. Và thậm chí làm người cha, làm cha làm mẹ, không ai muốn con mình bị bệnh tật như vậy. Mà rồi cuối cùng mà sao không biết rằng là những người bệnh như vậy là toàn những người nghèo khổ. Mà bây giờ nếu như cái quỹ mổ tim Hằng Hữu này mà đóng lại đó, thì nói thật quý vị, cái rồi tiền ở đâu mà để mà hỗ trợ cho các bé này. Đó là một điều mà nói thật Long trăn trở bao nhiêu ngày đêm này, mà bao nhiêu thời gian qua là bao nhiêu suốt ngày suốt đêm Long không thể ngủ được. Cứ chợt mắt lại là cảm thấy, mình thấy tại sao những người tốt như vậy mà lại làm những việc tốt như vậy, mà rồi có một số phần tử lại đi công kích, đi chọc ghẹo, đi phá. Mà đây phá không phải là phá cái cho cái bà Hằng, mà phá là phá chính, cái như là phá chính thức, là phá cái quỹ mổ tim này, là coi như rằng là phá trực tiếp cho đến những người mà nghèo khổ, thay vì là họ được phước được phần để nhận được cái quỹ này để cứu chữa con em của họ, mà cuối cùng là những người mà đứng ra công kích và phá hoại như vậy. Là nó thật với quý vị, trời sẽ quả báo ngay. Nó thật, Long nói thời buổi này là quả báo liền liền, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà thôi, hôm nay là cả nhà chúng ta vui cùng vui. Nếu ai vui mừng thì chúng ta có quyền coi như là
là coi như là chia sẻ cho tất cả những người thân của chúng ta để biết được cái việc làm mà vô cùng ý nghĩa của bà Nguyễn Phương Hằng, mà bà đã trở lại và bà coi như rằng là tiếp tục duy trì cái quỹ Hằng Hữu Trái Tim này, thì điều đó là điều thật quý vị. Còn thật xin lỗi nói mà giờ có cho mình 5-3 tỷ, nó thật sự ra thì ai có không thấy tiền không ham, nhưng mà tôi không cần cái chuyện đó, nhưng tôi cần bà Hằng để lo những đứa trẻ, những cái em bé đó, chứ tôi không cần cái chuyện mà bà Hằng phải làm cái việc gì khác hơn hết. Đó là một cái tin vui mà Nguyễn Đức Long hiện nay là Nguyễn Đức Long coi như rằng là muốn chia sẻ cho quý vị trong đêm nay đó. Tôi nghĩ rằng là hết đêm nay là tất nhiên là chúng ta đã được ngủ ngon và ăn ngon ngủ ngon rồi đó. Nguyễn Đức Long cũng được thở phào với cái công việc này mà đã làm mà mình day dứt bao nhiêu coi như là ngày tháng qua. Nó thành ra bây giờ là nó thật quý vị là đã thở phào rồi, ăn ngon ngủ ngon rồi. Đó là một cái thông tin mới. Còn cái thông tin thứ hai nữa là Nguyễn Đức Long cũng muốn chia sẻ với quý vị, đó là bà Hằng cũng từng tuyên bố rõ trên livestream của bà có nói rõ nếu như một cô ca sĩ Viva, tôi xin mạn phép là đọc Viva, chứ còn nếu mà tôi đọc trúng tên thì tôi sợ nó quấn gậy vô cái kênh YouTube của tôi, thì thật sự ra nó tôi sợ lắm cái vụ này. Thành ra là Nguyễn Đức Long nó thật xin lỗi cả nhà rằng là cũng thương Nguyễn Đức Long nha, đừng có tại vì là Nguyễn Đức Long muốn né cái tên. Đây là cái cô ca sĩ Viva này. Cái cô Viva này là cô này vô cùng cái như là làm khổ biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, làm khổ biết bao nhiêu đứa trẻ. Thành ra Nguyễn Đức Long cũng xin cả nhà mình lưu ý những con người này, đừng bao giờ mà tin tưởng những cái con người mà nó thật có một cái vỏ bọc quá lớn, rồi cuối cùng đi phá hoại, đi phá đi bất bao nhiêu cái mảnh đời bất hạnh, bao nhiêu cái những cái đứa trẻ mà bất hạnh như vậy. Trời ơi, bà Hằng tuyên bố rằng nếu cô Viva này dám bỏ ra 200 tỷ, vì cách đây một vài ngày thì Nguyễn Đức Long cũng đưa cái tin này rồi, nhưng mà Nguyễn Đức Long cũng xin thưa quý vị rằng là Nguyễn Đức Long thấy cái lượt comment vào nhiều quá rồi, cái lượt view lên cao quá, thì Long sợ là vì Long cũng lỡ nói ra cái tên người đó, sợ bị cái như lần YouTube nó đánh kênh. Thành ra là Nguyễn Đức Long đã ẩn cái clip đó đi. Đó là cái việc làm mà thật sự quý vị rằng là mong quý vị thông cảm, chứ Nguyễn Đức Long không có ý gì là sợ nó đánh cái kênh của mình. Thành ra là Nguyễn Đức Long xin ẩn cái clip đó trong tối hôm qua. Long chỉ đưa lên mấy tiếng đồng hồ là Long ẩn liền. Tại vì cái lượt view nó lên cao quá mà lên chóng mặt luôn. Thành ra là Long sợ bị đánh là Long là ẩn rồi. Nhưng bây giờ Long không dám gọi tên nữa, thì Long chỉ nói rằng dùng cái từ ca sĩ Viva thôi. Thành ra là bà Phương Hằng đã tuyên bố rằng nếu ca sĩ Viva này, cô Viva này mà dám bỏ ra 200 tỷ để làm cái quỹ mổ tim, thì bà Hằng sẽ tiếp tục cho 1.000 tỷ nữa, cho 1.000 tỷ nữa. Để đưa vào cái quỹ mổ tim này. Nếu như mà cái cô Viva này dám bỏ ra 200 tỷ, tại vì trước đây cô Viva này nói rằng đã từng cung kích bà Hằng, nói rằng là tài sản của bà vợ chồng bà Hằng không là cái gì đối với tài sản của vợ chồng của cô này. Cô này là giàu có, khoe khoang là giàu có thế này thế kia, rồi cuối cùng bây giờ nó thật bà Hằng đã thách thức rồi đó, đã kêu gọi rồi đó. Nếu như bà Hằng đã tuyên bố trong một ngày mai nữa thôi, từ đây đến cái dư là chiều mai, 24 tiếng đồng hồ nữa, nếu như mà cô Viva này dám bỏ ra 200 tỷ, vợ chồng Viva dám bỏ 200 tỷ, thì bà sẽ bỏ thêm 1.000 tỷ nữa, bà cho thêm 1.000 tỷ nữa. Bà dám thách thức như vậy đó, bà dám đứng trước cộng đồng, bà dám nói như vậy thì chắc chắn là bà sẽ làm được. Thì như vậy thì đó là một cái sự kiện thứ hai. Và cái sự kiện thứ ba nữa thì cũng nói thật với quý vị rằng là tôi nói thật quý vị, tôi chưa từng thấy một ca sĩ nào mà lại một có một cái bản tính cứ như rằng là tội đồ như vậy. Nó thật sự mình dùng cái thứ có người gì mà mình không đây, mình không làm, mình không giúp đời giúp đạo được, không giúp được cho ai, thì tất nhiên mình cũng đừng bao giờ lên tiếng chỉ trích người ta, cũng đừng bao giờ cung kích người ta, cũng đừng bao giờ nói xấu người ta, và nhất là đừng bao giờ khoe khoang. Tại vì chừng nào mình có thì mình hãy khoe, cỡ như bà Hằng bà nói được bà làm được thì bà khoe thì đã đành. Còn cái dạng như cái cô Viva này thùng rỗng kêu to, nó thật quý vị vậy, cái loại người này rằng là nó thật quý vị, nói cho đã cái mồm mình chứ còn không được gì đâu, không có làm gì được đâu, không giúp ích gì cho xã hội, cho đời đâu.
mà nói như vậy là tất nhiên rằng ảnh hưởng đến bao nhiêu đứa trẻ, bao nhiêu sinh mạng. À, nếu bà Hằng không suy nghĩ lại, không động lòng thì tôi nói thật quý vị, cái quỹ mổ tim mà cắt ngang một cái thì đó là quý vị biết cái hậu quả nó như thế nào rồi. À, thành ra nói thật quý vị buồn lắm, rất buồn luôn, nhưng bây giờ thì vui rồi. À, bây giờ vui rồi. À, được, bây giờ là vui rồi. Thành ra nói thật quý vị rằng là cái COVID ba này nó thật với quý vị không thể chấp nhận được một xã hội mang cái con người mà mình mà mang cái vỏ bọc là mình là một ca sĩ, là người nổi tiếng. À, mà rồi mình đi cung kích người ta để phá hoại cái quỹ mổ tim, là nó thật quý vị, trời ơi, mang tội lúc đầu luôn. À, quả báo liền liền đó, chứ không phải chơi đâu, đừng có giỡn nha. À, mình làm như vậy để được cái gì? Chẳng khác gì mình đánh bóng tên tuổi của mình, khoe khoang mình là có chồng doanh nhân giàu, có định cư nước ngoài. Xin lỗi chứ nói thật quý vị, ở Việt Nam chúng ta cái cỡ như mà cái cô Viva này là không nghĩa địa gì đâu, nó thật sự vậy. Đó, đừng có tưởng rằng là định cư nước ngoài là ngon, mẹ chồng mình là doanh nhân. À, doanh nhân thì nó thật quý vị á, à, cứ ngày 13 tháng 10 hàng năm thì tổ chức cái ngày mà doanh nhân Việt Nam đó, thì tôi thấy nó thật quý vị, tôi cũng từng chứng kiến rồi, bao nhiêu người nó thật sự quý vị, chứ có mấy đồng bạc đâu cũng lên cũng xưng hô là mình là doanh nhân. À, doanh nhân cái con khỉ gì, à, chẳng qua đi phá hoại người ta, à, đi cung kích người ta, rồi đá đổ cái chén cơm bát gạo người ta, đá đổ đi cái những cái liều thuốc mà để mà có thể là làm hồi sinh những đứa trẻ mà mắc bệnh hiểm nghèo, à, để được sống, mà đi gọi rằng là doanh nhân cái gì. À, doanh nhân thì mình doanh nhân thì mình bỏ ra mình làm đi đó. Cũng giống như cái đợt Covid vừa rồi, nó thật quý vị rằng là có một cái đêm mà quyên góp mà để mà gây cái quỹ mà mua Covid, mà để mà mua vaccine mà để mà phòng chống Covid, thì trong đó nó thật quý vị là Quyền Linh là đóng góp 2,2 tỷ. À, còn là như là cái Coviva này đóng góp 5 triệu Việt Nam đồng. Quý vị thấy có nhục không? Doanh nhân cái gì? Tôi nói thật quý vị, đến giờ phút này là tôi nóng dữ lắm rồi. Tôi nói con người mà sống mà chỉ có khoe khoang, cái như đừng là đánh võ mồm võ miệng chứ làm được cái gì. 5 triệu bạc đóng góp, mình là doanh nhân, chồng doanh nhân, định cư nước ngoài, mình là người nổi tiếng mà đóng góp 5 triệu bạc cho quỹ vaccine mà gọi là đại gia. À, dám đi so sánh với bà Hằng, xin lỗi mẹ, bao giờ mà đừng bao giờ mà khoe khoang cái kiểu đó, đừng bao giờ mà khoác lác cái kiểu đó. Làm xin lỗi, mình sống mình phải có cái tâm, mình không làm mình, mặc dù là cái quỹ từ thiện đó, cái quỹ hành hữu đó mình không được hưởng, gia đình mình, con cháu mình nó may mắn nó không phải gặp cái bệnh đó, thì tất nhiên là mà gia đình mình may mắn được giàu có sang trọng thì thôi, mình giờ mình để cho người khác hưởng. À, những người kém may mắn họ hưởng, à, họ được quyền cái hưởng cái đó mà. À, mà tại sao mình đi phá chi vậy, mình làm chi vậy chứ hả? Nói thật quý vị, làm như vậy để là mang tội lúc đầu lúc cổ chứ được cái gì. À, làm chi hả? À, quý vị, tôi nói thật quý vị là nếu mà làm như vậy là tôi nói thật quý vị rằng là không có tốt, không có ý nghĩa gì đâu. Mà đây là những cái ca sĩ này, những người này là muốn đánh bóng tên tuổi, muốn là chơi trội, à, chơi vượt đầu người ta, nhưng mà xin lỗi không được đâu. À, tại vì cái thực lực của mình có kia mình mới chơi trội, chứ còn thực lực mình không có đó mình chơi trội. À, như Nguyễn Đức Long nói thật quý vị là mình nghèo thì mình nói mình nghèo. À, chứ mình không có nói rằng mình nghèo mà mình nói mình giàu, mình khoe khoang làm gì. À, bây giờ nó xin lỗi cái búng tay của người ta là mình đủ chết rồi, mà mình bày đặt mình đi khoe khoang làm cái gì chuyện này. Nó thật quý vị là như vậy. À, tôi thấy cái việc này là vô cùng coi như là phản cảm, à, và phi đạo đức, à, phi nhân tâm. Không có cái gì gọi rằng là có người sống như vậy là không có đạo đức, không có nhân tâm gì hết. À, nói thật quý vị vậy. Mình sống mình phải có chừa cái đường sống cho người khác chứ. Mình sống đầy đủ rồi thì mình phải chừa cái đường sống cho người khác nữa. Mà ở đây tôi nói thật quý vị rằng là chừa cái tính mạng của những đứa trẻ này, nó nằm nó treo, cái ngàn cân treo trên sợi tóc, thì chỉ có cái quỹ hành hữu này mới có thể cứu những đứa trẻ này. Mà cuối cùng đi cung kích, đi đạp đổ đi cái quỹ này, thì tôi nói đó là một người cứ như là vô cùng tội lỗi. Nói thật quý vị như vậy, không ai chấp nhận được, không ai không hề chấp nhận được. Thành ra là Nguyễn Đức Long cũng muốn chia sẻ với quý vị cái vấn đề này, à, để cho quý vị nắm được cái thông tin như vậy, là quý vị cũng là chia vui cùng với Nguyễn Đức Long, và chia vui cùng với cả nhà, với cộng đồng, với tất cả những người có hoàn cảnh kém may mắn.
Và những đứa trẻ mà thật sự người ta họ sinh ra mà không may mà gặp những cái bệnh này, thì đây là một niềm vui đã trở lại với chúng ta. Đó là những bông hoa mà nở cuối mùa thật sự đầy ý nghĩa. Đó thật sự quý vị vậy. Đó là một điều mà Nguyễn Đức Long cho rằng là một cái việc làm của bà Hằng vô cùng coi như rằng là được lòng đảng và cũng mát lòng dân. Trong cái thời điểm hiện nay mà bà Hằng quay trở lại tuyên bố rằng là bà sẽ sẵn sàng duy trì cái quỹ mổ tim này. Mà tôi nói thật quý vị, cách mấy hôm nay là tôi cũng nghi ngờ bà này, bà giận bà nói vậy thôi chứ chắc bà cũng thương những đứa trẻ này. Tại vì rằng nói thật quý vị, không ai mà không thương những đứa trẻ mà mắc bệnh như vậy hết trơn. Nó thật sự, tôi đây đàn ông đây mà tôi còn đứt ruột, tôi nghe đến cái hoàn cảnh của tôi còn đứt ruột. Những cái video clip mà người ta họ chia sẻ, họ nói về đứa con của họ được bà Hằng cứu bằng cái quỹ mổ tim này, và được lớn và được sống và được cái như đi học, được cấp sách đến trường, được vui đùa với bạn bè, được cái như là có một cuộc sống coi như bên bố mẹ như vậy, thì tôi thấy đây là tôi rơi nước mắt rồi, tôi cảm động lắm rồi. Mà còn không thay chi là những người, tại sao mình làm ca sĩ, mình là người nổi tiếng thì mình phải có cái tấm lòng nhân đạo, mình phải có những cái việc làm sao mà để cho người ta họ tôn trọng mình. Nếu mình một mình giàu có như vậy, mình nổi tiếng như vậy thì mình nên giúp đời giúp đạo đi. Còn nếu mình không giúp được thì thôi, mình im cái miệng lại để cho người khác giúp, chứ tại sao mình lại đi phá người ta chi vậy, đúng không? Thì thôi, bây giờ là đây là niềm vui của cả nhà chúng ta, mà nó thật sự quý vị Long cũng vui, vô cùng vui Thành Long chia sẻ cái niềm vui này. Thì thôi, đến đây Nguyễn Đức Long cũng xin kính chúc cả nhà một buổi tối được bình an, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và những người thân của mình. Nguyễn Đức Long xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt quý vị nha, chúc quý vị vui vẻ.